Xin chào mọi người. Ngay bây giờ là 12:47, gần 1 giờ sáng. Và cái video này sẽ nói về Sam FTX, giống như đồng FTT. Thì vừa rồi, những cái giờ vừa qua thì có rất là nhiều tuyên bố xảy ra. Là nói là Tron, đúng không? Justin Tron sẽ giúp về cái vấn đề tài chính cho Sam. Nhưng cái lỗ hổng của Sam ngay bây giờ nó khoảng cỡ 8 tỷ đô la. Nhưng Tron á, nó tài sản của ông ta chỉ khoảng cỡ có 3 tỷ à. Có nghĩa là nó vẫn thiếu đông 5 tỷ. Nha. Nhưng mà Tron chủ yếu là cut cái deal với Sam á, chủ yếu để bảo vệ những cái người mà có những đồng Tron trên cái nền tảng FTX thôi. Chứ về tiền mà để giúp FTX á thì không có đâu. Nha, đừng có nghĩ những cái đó. Vấn đề thứ hai là vừa rồi mình đã nói là có những cái thông tin là cái sàn FTX US là hoạt động bình thường và người ta có thể rút. Không có rút được. Nha, không có rút được. Ok. Nó đẩy cái thông tin đó ra để mục tiêu để làm chi? Mọi người FOMO vô mua cái đồng FTT thêm để giá nó tăng. Giá nó tăng nó bán, nó xả mấy cái đồ rác rưởi đó ra để lấy được tiền. Lấy được tiền Tether USDT. Chỉ có vậy thôi. Hồi hôm qua chính Sam ra tuyên bố là FTX US là vẫn bình thường, tiền vẫn đầy đủ trong đó. Nhưng mà có một cái là người ta đi rút không được thôi. Nó chỉ cho những cái người nha, cho những cái người mà trong cái đội ngũ của nó rút tiền, ở bên trong công ty đó rút tiền nghe. Rồi nó chụp những cái hình nó đẩy ra mạng xã hội, chứ cái người bình thường thì không được rút. Cái cô quét rác, cái ông thầy giáo hay là những cái người bình thường thì không có rút được. Không có rút được nghe. Và mình đã ra nói bạn rồi, cẩn thận, không rót vô thêm nữa. Ok. Và vừa rồi thì ông nói là FTX US là vẫn bình thường. Nhưng hôm nay mới cái tin mới nhất là ông mới file bankruptcy luôn rồi cho FTX US, FTX International và cũng giống như Alameda Research, là tất cả đều đang file bankruptcy chapter 11 luôn rồi, chapter 11. Ok. Có nghĩa là những cái thông tin mà đẩy ra từ Sam ngay bây giờ là bạn không nên tin nữa. Bởi vì những cái vấn đề người ta đã làm sai cả rất là lâu rồi. Và những thông tin đẩy ra ngoài xã hội á là hoàn toàn sai. Nghe, nên bạn nên ngưng nghe.